đại đệ tử Đức Phật, bước thầy con theo. Chương 5 A Nậu Lâu Đà Anuruddha Bậc Thầy về Thiên Nhãn Nguyên tác Helmut Hacker Tuổi trẻ và xuất gia Cũng giống như Ananda, Anuruddha là một phương tử của dòng Sakya và là anh em họ của Đức Phật Anuruddha và Ananda có cùng cha, hoàng tử Amitodana dòng Sakya, nhưng khác mẹ. Theo kinh điển, họ lớn lên trong hai gia cảnh khác nhau, không là anh em ruột. Anuruddha là anh em ruột với Maha Namas và có một người chị tên là Rohini, là một thiếu niên dòng dõi vương tộc. Anuruddha được nuôi dưỡng trong cảnh quyền quý cao sang. Kinh điển mô tả những năm tuổi trẻ của Anuruddha cũng giống như bối cảnh mà Đức Bồ Tát được nuôi dưỡng và lớn lên. Anuruddha được chăm sóc hết sức chê ly cẩn thận. Hoàng tử có ba tòa lâu đài thích hợp cho ba mùa, lạnh, nóng và mưa. Ở trong lâu đài, suốt bốn tháng mưa, hoàng tử được hầu hạ phục vụ bởi các nữ nhạc sĩ vũ công nên chẳng hề bước ra khỏi lâu đài ấy. Có một câu chuyện lý thú ghi trong chú giải kinh Pháp cú, cho thấy cuộc sống sung túc và hồn nhiên mà Anuruddha đã lớn lên. Cậu bé luôn luôn được phục dịch đầy đủ đến nỗi không khi nào được nghe trả lời rằng không có thứ ấy, bởi mỗi khi cậu muốn là được. Một hôm, cậu chơi đánh bi với năm người bạn nhỏ và họ cá với nhau, bằng bánh ngọt. Ba lần đầu cậu bị thua, phải về nhà lấy bánh và người mẹ đưa ngay cho cậu. Khi cậu thua cuộc lần thứ tư và sai người hầu về nhà lấy bánh, mẹ của cậu trả lời, không có bánh nữa. Vì chưa bao giờ được nghe từ ngữ không có thứ ấy, cậu tưởng đó là tên của một loại bánh và bảo người hầu phải thua với mẹ rằng mẹ hãy gửi cho con bánh không có thứ ấy. Để dạy con người mẹ bèn gửi cho cậu một cái khay trống. Thế nhưng ngay cả lúc ấy cậu vẫn có phần phước của mình. Một số chư thiên đã thọ ân đức của Anuruddha trong cái quá khứ không muốn cậu bị thất vọng cho nên chất đầy khay những loại bánh ngọt thơm ngon của cõi trời. Anuruddha vô cùng ưa thích khi nếm bánh nên lại đòi mẹ gửi thêm bánh Nathi Buwam, có nghĩa là không có thứ ấy và cứ mỗi lần mâm bánh đến đều được chất đầy với những loại bánh thơm ngon từ cõi trời. Anuradha đã trải qua những năm niên thiếu hưởng thụ những thú vui hào nhoáng, phù du như vậy, nên ít khi suy nghiệm về ý nghĩa và mục đích của cuộc sống. Khúc ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời của Anuradha là ngay sau khi người anh họ xuất sắc Đức Phật về thăm Kabilawatthu. Tấm gương sáng chói và những lời dạy cao quý của Đức Thế Tôn đã thôi thúc nhiều thân quyến xuất gia sống đời không gia đình, không nhà cửa. Một hôm, người anh của Anuruddha là Mahanama, suy gẫm, rồi trong nhiều vương tử Sakya lỗi lạc đã xuất gia, gia đình mình lại không có ai như vậy. Thế là Mahanama đến nói với Anuruddha, mình đã suy nghĩ và quyết định rằng một trong hai anh em của mình sẽ phải xuất gia. Đối với Anuruddha, Mệnh lệnh ấy quả là một sự chấn động bất ngờ, nên ngần ngại trả lời. Từ nhỏ đến lớn em được chăm sóc rất kỹ càng nên không thể rời gia đình mà sống vô gia cư kham khổ được. Vậy anh đi đi. Maha Namá bèn giải thích cặn kẽ cho em biết về gánh nặng gia đình mà người cư sĩ phải mang trên vai khi trở thành gia trưởng hay là người thừa tự của vương tộc. Trước hết, phải lo cậy bừa ruộng đất, rồi đến gieo hạt, phải dẫn nước vào ruộng, rồi phải tháo nước, phải nhổ cỏ, rồi phải chờ lúa chín để gặt hái và đem cất vào trong kho, sau đó phải đem giả lấy hạt. Từ lúa thành gạo, phải quạt giả tách trấu, rồi phải cho thân cây lúa thành gôm, rạ, rồi phải sàng sảy gạo và đem cất gạo vào kho. Rồi năm nào cũng phải làm như vậy cả sang năm, năm tới và năm tới nữa. Anuruddha hỏi, Thế thì khi nào công việc nặng nhọc đó mới ngừng lại? Khi nào người ta mới biết đâu là sự chấm dứt của nó? Khi nào người ta mới có thể nghỉ ngơi, được cung phụng và được thụ hưởng các lạc thú? Maha Namá thẳng thắn trả lời, Này em Anuruddha, khi không còn công việc, không có khi nào công việc ngừng đâu. Chưa ai từng biết một công việc nào có bao giờ chấm dứt hay không, ngay cả khi ông bà, cha mẹ ta qua đời công việc vẫn phải tiếp tục. Maha Namá vừa dứt lời thì Anuruddha đã quyết định thôi. Anh ở nhà chăm sóc công việc gia đình anh nhé. Còn em sẽ xuất gia sống đời không nhà. Do sẵn có căn cơ sâu dày và ba la mật đầy đủ, nên chỉ vài lời của người anh về thân phận của con người cũng giấy động tâm can của Anuruddha. Ý nghĩ về vòng luân hồi trầm luân đau khổ rã rời bất tận, đáng sợ. Đó là chuỗi tái sanh khắc nghiệt đã thức tỉnh Anuruddha làm sanh khởi một sự thôi thúc khẩn trương muốn tìm con đường giải thoát. Ngay sau đó Anuruddha xin phép cha mẹ được xuất gia sống đời khắc sĩ. Nhưng người mẹ không muốn con trai dấn thân vào cuộc đời tu hành khổ hạnh, nên muốn tìm cách trì hoãn ý muốn quyết liệt của con. Bà bèn nói, bản thân của Anuruddha là hoàng tử Thách Giá, thủ lãnh bộ tộc giá bấy giờ, cũng muốn đi theo Đức Phật thì bà sẽ cho phép Anuruddha xuất gia. Đó là vì bà nghĩ Tha Di Giá sẽ không bao giờ chịu rời khỏi các quyền lực và lợi lạc của giai cấp lãnh đạo. Thế thì Anuruddha sẽ chọn ở lại tiếp tục đời sống thế tục với bạn của mình. Anuruddha theo lời của mẹ đến gặp Thạch Di Giá và bảo bạn, sự xuất gia của tôi thì thuộc vào sự xuất gia của bạn, chúng ta hãy cùng nhau rời bỏ cuộc sống thế gian phụ hoa đầy trói buộc và nguy hiểm này, đi theo sĩ đạch tha để thoát vòng đau khổ. Đang được tận hưởng đời sống đầy thú lạc và quyền lực. Thách di giá chưa hề nghĩ đến việc xuất gia tìm cầu giải thoát, nhưng trước sự van nài khẳng khiết của bạn, hoàng tử bèn khất. Bạn ơi, hãy chờ tôi 7 năm nữa, chúng mình sẽ cùng nhau đi trên con đường tu hành. Bảy năm quá lâu, không thể đợi được. Anuruddha tiếp tục nài nỉ và cuối cùng thu ngắn thời gian ấy chỉ còn 7 ngày. Để Thách Đi Giá sắp xếp và tìm kiếm người cái vị. Thách Đi Giá giữ đúng lời hứa với bạn và cả hai cùng nhau lên đường trong một ngày. Quyết định của hai vị này đã thúc đẩy các phương tử Sakya khác đi theo chân của Đức Phật. Vì vậy, đúng vào ngày đã hẹn, sáu vương tử Sakya đã cùng rời hoàng cung. Thách Di Giá, Anuruddha, Ananda, Thagú, Kim Bi Lá và Dewadatta. Theo họ còn có Ubali, người thợ cắt tóc riêng của hoàng gia và binh mã hộ tống. Chuyến đi được sắp đặt như một cuộc du ngoạn các vườn hoa để tránh sự nghi ngờ về mục đích của họ. Sau một đoạn đường họ cho binh lính quay về, rồi đi vào lãnh địa, láng giềng. Nơi đây họ trút bỏ hết tư trang, cột buộc tất cả các túi và đưa lại cho U Lý và nói bao nhiêu tư trang trong đó đủ cho nhà ngươi sống một cuộc đời. Hãy trở về nhà. Nhưng người thợ cắt tóc U Lý đang trên đường quay lại thì chợt nghĩ các thân tộc, bộ tộc sa cái giá rất hung dữ họ sẽ nghĩ ta đã giết các vương tử này để đọt của như thế sẽ không tha mạng cho ta. U Lý bèn treo cái túi trên cành cây cao rồi đuổi theo các vương tử bắt kịp họ. Anh bày tỏ nỗi sợ của mình và nói Quý vương tử xuất gia theo con đường tu hành khám khổ được thì sao tôi lại không được? Sáu vương tử Sakya đã đồng ý với suy nghĩ của bà Lý, đồng ý cho anh đi cùng. Khi gặp Đức Thế Tôn, họ thỉnh cầu ngài cho họ xuất gia và nói thêm. Bạch Đức Thế Tôn Sakya là một hoàng tộc tự phụ và kiêu hãnh, người thợ cắt tóc Uba lý này từng phục vụ cho chúng con trong một thời gian dài. Vậy xin Đức Thế Tôn hãy cho anh thọ giới trước để anh trở thành pháp huynh của chúng con. Như thế chúng con sẽ tôn kính lễ chào cho toàn bổn phận với bậc trưởng huynh Uba lý. Lòng kiêu ngạo của Sakya của chúng con nhờ vậy mà được khiêm hạ. Đức Phật làm theo đúng lời yêu cầu và Uba lý là người đầu tiên trong nhóm bảy vị được thọ giới xuất gia. Trong vòng một năm hầu hết các vị sa môn này đều đắc quả vị tinh thần nào đó. Thách Di Giá là người đầu tiên trong nhóm đắc quả A-la-hán cùng với Tam Minh, Thiên Nhãn Minh, Túc Mạng Minh và Lậu Tận Minh, Anuruddha đắc Thiên Nhãn Thông. Ananda nhập quả nhập lưu. Về sau, Tha Gú, Kim Bi Lá, Ananda và Anuruddha chứng đắc quả vị A-la-hán riêng devadatta là phàm nhân nhưng đắt nhiều thần lực. Tuy nhiên do tham vọng điên cuồng và vô số hành động bất thiện, khi mệnh chung, ông đọa vào địa ngục. Phấn đấu đạt thánh quả A-la-hán Thiên nhãn thông là khả năng nhìn được mọi vật xa hơn tầm mắt của người thường. Với Anuruddha thì khoảng xa ấy là hàng ngàn hệ thống thế giới. Đây chỉ là một năng lực phàm nhân một phép thần thông và không nhất thiết phải gắn liền với chứng đắc trí tuệ về giáo pháp. Anuruddha đạt thiên nhãn thông trước khi đạt quả giải thoát A-la-hán. Vì vậy, để vươn đến thánh quả cao quý nhất này, đại đức phải vượt qua vô số chướng ngại trong tâm. Có lần khi Anuruddha đang ngủ ở phía đông, đồng trúc lâm, cùng với hai người bạn, Nandia, và Kim Ba Lá, Đức Phật đến viếng thăm và hỏi về việc tu tập của họ. Anuruddha bèn thưa với Đức Bổn Sư về một trở ngại gặp phải trong thời thiền định rất thâm sâu mà mình đang hành trì. Thấy được ánh sáng rực rỡ hiện khởi trong tâm và các sắc pháp vi tế siêu phạm. Nhưng ánh sáng và sắc pháp ấy tan biến rất nhanh và Anuruddha không hiểu được nguyên nhân. Đức Phật dạy rằng, sư kia khi ngài còn đang não nỗ lực chứng đạt giác ngộ ngài đã gặp chướng ngại tương tự khi thấy các sắc pháp hiện khởi và nhanh chóng biến diệt nhưng ngài đã tìm được phương pháp chế ngự ngài giải thích rằng muốn chứng nghiệm các định tướng vi tế này ở mức viên mãn và vững chắc hành giả phải diệt tận 11 chướng ngại nơi tâm hay 11 phiền não ấp ba sát nghi hoặc nghi ngờ về sự thật và ý nghĩa của các hiện tượng như ánh sáng và hình sắc, vô ý, không có tác ý chú tâm đến sự hiện khởi của định tướng, hôn trầm thụy miên, lo lắng sợ hãi, tà ý, tâm quá phấn chấn, tinh cần quá độ, tinh cần yếu ớt, ái dục, sai biệt tưởng, quá chú tâm vào các sắc pháp. Bằng các kinh nghiệm thân chứng của mình, Đức Phật dẫn tường tận cho ba vị tỳ khu về các phiền não này, nguyên nhân và đối trị chúng. Khi ngày càng thuần thục các tầng thiền định về khả năng nhận thức các định tướng vi tế, một dịp nọ, Anuruddha đã đến viếng Ngài Sariputta và thưa rằng, Này hiền hữu Sariputta, với thiên nhãn thanh tịnh và siêu phàm, tôi có thể nhìn xuyên thấu hàng ngàn thế giới trong vũ trụ lực dũng mãnh bất thối niệm bấy nhẹn sáng rõ thân yên bình tự tại tâm an định nhất điểm vậy mà tâm đệ vẫn chưa giải thoát khỏi cấu uế và dính mắt này hiền hữu anuruddha sariputta trả lời nghĩ đến thiên nhãn của mình đó là sự tự phụ ngã mạn trong tâm nghĩ đến lực dũng mãnh niệm bấy bén nhạy thân tự tại tâm an định đó là nỗi bồn chồn bất an trong tâm nghĩ đến tâm chưa giải thoát khỏi ô nhiễm đó là niềm lo âu phiền não trong tâm thật ra điều tốt nhất cho hiện giả là đoạn lìa ba trạng thái tâm bất thiện bất tịnh này đừng chú ý đến chúng hãy nỗ lực hướng tâm vào đề mục bất tử nếp bạc nghe lời khuyên giải của ngài Sariputta Anuruddha trở về sống nếp ẩn cư đơn độc tinh tấn hành thiện kiên trì dũng mãnh để đoạn trừ ba chướng ngại tâm vi tế mà vị pháp hữu thiện trí đã chỉ rõ sau đó anuruddha tịnh tu ở quốc độ của dân Jetiya phía đông động trúc lâm nơi đây trong lúc thiền tịnh anuruddha suy nghĩ về bảy niệm của bậc đại trí chân chánh pháp này dành cho người ít ham muốn không dành cho người nhiều tham dục Pháp này dành cho người biết đủ không dành cho người không biết tri túc. Pháp này dành cho người thích sống ẩn cư không dành cho người thích giao du. Pháp này dành cho người tinh cần không dành cho người biến nhát dễ vui. Pháp này dành cho người có chánh niệm không dành cho người thất niệm mê mờ. Pháp này dành cho người định tâm không dành cho người tâm tán loạn. Pháp này dành cho người có trí tuệ không dành cho người si mê với Tha Tâm Thông, bổn sư biết được những suy nghĩ đang sanh khởi trong tâm Anuruddha. Ngài dùng năng lực của ý để hiện thân đến trước mặt Anuruddha và khen ngợi. Lành thay, Anuruddha lành thay. Thầy đã suy nghĩ tin tưởng về bảy niệm chân chánh của một bậc đại trí. Giờ đây, thầy hãy suy tư về niệm thứ tám của vị ấy. Pháp này dành cho người hướng tâm đến và an trú vào sự giải thoát khỏi cấu ế, làm mê của thế gian muôn hình vạn trạng, không dành cho người hướng tâm đến sự an trú vào cấu ế, làm mê của thế gian muôn hình vạn trạng. Đức Phật dạy rằng, nếu Anuruddha suy niệm về cả tám pháp này, thì sẽ chứng đạt bốn tầng thiền định lúc ấy sẽ không còn ảnh hưởng bởi các điều kiện thế gian sẽ hoan hỷ tri túc với tứ vật dụng đơn giản của cuộc đời khắc sĩ, giống như một vị cư sĩ vui hưởng đời sống xa xỉ vậy. Cách sống đơn giản này sẽ khiến cho tâm hành giả an vui, không lo âu, vì vậy thuần thục để thành tựu niết bạc. Sau khi sách tấn và làm sáng tỏ thêm pháp hành trì cho Anuruddha, Đức Phật khuyên vị đệ tử nên tiếp tục lưu ngụ tại phía đông Động Trúc Lâm. Anuruddha vâng lời và giữ kỳ an cư mùa mưa năm ấy trong tỉnh cốc đơn độc, cuối cùng đã vượt thắng nhổ sạch gốc ô nhiễm trong tâm, chứng ngộ quả vị A-la-hán. Vào lúc thực chứng nếp bạn nghe thốt lên lời kệ, bạn tỏ lòng tri ân đức bổn sư đã hỗ trợ mình viên mãn tiến trình tâm linh. Thế gian vô thượng sư thấu rõ tác ý ta bằng năng lực thần thông với thân do ý tạo thầy hiện đến với ta khi niệm khởi trong ta thầy giúp thêm sáng rõ thế tôn đại thanh tịnh dạy ta pháp giải thoát khỏi cấu ế lầm mê thấm nhuận lời thầy dạy ta an trú giáo pháp tam minh đã chứng đạt hoàn mãn pháp của phật Con đường tâm linh Con đường tâm linh của Đại Đức Anuruddha được đánh dấu bằng hai sự kiện nổi bật. Thứ nhất, tinh thông, năng lực thiên nhãn và các năng lực thần thông khác. Thứ hai, quá trình tu tập tứ niệm xứ Sati Gọi là thiên nhãn. Dipa chắc cú vì nó tương đương với thị lực của chư thiên. Có khả năng tiếp nhận hình sắc ở một khoảng cách rất xa, xuyên qua các vật ngăn cách và vượt qua nhiều cõi, nhiều không gian, nhiều kiếp xét về thời gian, hiện hữu khác nhau. Thiên nhãn được phát triển bằng năng lực thiền định. Đây không phải là một giác quan đặc biệt, mà là một loại tri thức đặc biệt sử dụng chức năng của nhãn quan. Năng lực này sanh khởi từ tứ thiền sắc giới và đặc biệt phát triển nhờ một trong các phương tiện hỗ trợ là thiền định gọi là kasina, ánh sáng hoặc là kasina lửa, tức tướng hay là hình ảnh màu sắc của ánh sáng hay là lửa trong tâm của vị hành giả. Sau khi thuần thục bốn tầng thiền định với kasina ánh sáng hoặc là kasina lửa, hành giả xuất khỏi các tầng thiền này rồi nhập thiền nhưng dừng ở mức cận định, vẫn tập trung vào kasina lửa hay ánh sáng ở mức cận định. Hành giả mở rộng tướng của casina đến vùng chung quanh. Và với ánh sáng đó, các sắc hình thể không tiếp nhận được bằng mắt thường trong khu vực này sẽ xuất hiện trong tầm nhìn của hành giả. Khi hành giả tinh thông khả năng này, tầm lan tỏa của ánh sáng tăng trưởng siêu phạm, soi chiếu các sắc pháp trong cõi rất xa và những hệ thống thế gian ngoài nhân thế. Đó là lúc chứng đắc thiền nhãn. Theo kinh điển, chức năng tiêu biểu của thiền nhãn là thấy hiểu được quá trình tử và tái sanh của chúng sanh, sanh tử trí. Chù tu bắp bà, bà ta nhanh, nhanh nè à. Trí tuệ này được Đức Phật thành tựu trong đêm thành đạo và luôn luôn được Ngài giảng dạy để dẫn dắt từng bước một cho các đệ tử tu tập trên con đường giác ngộ hoàn mãn. Mà thiên nhãn minh là chứng đắc thứ hai của ba chánh trí trong tam minh và thứ tư trong sáu năng lực thần thông lục thông thiên nhãn thanh tịnh cho hành giả thấy được chúng sanh chết đi từ cõi này kiếp này rồi tái sanh vào cõi khác kiếp khác với quyết tâm chân chánh hành giả còn có thể sử dụng năng lực này để phân biệt được nghiệp quá khứ nào đã đưa một chúng sanh đến nơi thọ sanh hiện tại hay tương lai đây gọi là trí tuệ vì tùy thuận duyên nghiệp. Ở mức độ phát triển tột độ, thiên nhãn tỏa sáng khắp cả tam giới của chúng sanh hữu tịnh, từ các cõi trời cao nhất đến tầng địa ngục sâu nhất và soi rõ mọi nghiệp lực dẫn dắt sự tái sanh. Mặc dù chỉ có Đức Phật chánh đẳng chánh giác mới thành tựu được mức độ cao tột này, các đệ tử với thiên nhãn toàn hảo của Ngài có thể nhận thức được những vùng vũ trụ hữu tình xa thẳm vượt ngoài khả năng thăm dò của loài người. Anuruddha được Đức Bổng Sư xác nhận là vị đệ tử tỳ khu đệ nhất về thiên nhãn. Kinh Maha Gosaga kể lại cuộc luận đạo giữa một số trưởng lão lõi lạc vào một đêm trăng sáng trong khu rừng Sala Gosingat. Các vị trao đổi quan điểm về hạng tỳ khu nào có thể tỏa sáng hào quang khiến rừng Salagosaga được rực rỡ. Anuruddha cũng như các vị tỳ khu trưởng lão khác trả lời theo hạnh nguyện và chứng đắc của mình rằng vị đó là một vị tỳ khu với thiên nhãn thông có thể nhìn xa hàng ngàn thế giới, ví như một người đứng trên đỉnh tháp cao có thể nhìn hàng ngàn nông trại dưới chân mình. Anuruddha cũng hỗ trợ các học trò của mình chứng đạt thiên nhãn và ca ngợi thành quả bằng bắt các bài kệ sau đây. Chú thiền định năm chi, an tịnh và nhất tâm, ta chứng đạt tịch tỉnh và thiên nhãn thanh tịnh. Trên ngũ thiện sắc giới ta thấy tử và sanh của chúng sanh hữu tịnh, ta biết duyên nghiệp nào dẫn họ đến và đi, đời này và đời khác. Một khía cạnh quan trọng khác trên con đường tu tập tâm linh của Anuruddha là quá trình thực hành miên mật pháp thiện tứ niệm xứ. Các quán niệm trên bốn lĩnh vực thân thọ tâm pháp và các lời chỉ dẫn của Đức Bổn Sư. Nơi đây, vị tỷ cư sống quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Thực hành thiền quán Sari, Sati đôi khi được xem là một con đường tiếp đến giác ngộ ngắn, nhanh nhưng lại khô khan vì không qua các tầng thiện định và các năng lực thần thông. Nhưng rõ ràng, đối với Anuruddha, các đệ tử của Ngài, Pháp Thiện Tứ Niệm xứ là một phương tiện hữu hiệu đạt đến thần lực và thánh trí cùng với quả vị giác ngộ giải thoát tối thượng. Mỗi khi được hỏi, do đâu Đại Đức tinh thông về năng lực trí tuệ vĩ đại, gồm ngũ thông, cùng với trí tuệ giải thoát A-la-hán Lạc sáu, ngài luôn khẳng định do nhờ công phu phát triển và vun bồi pháp hành tứ niệm xứ, nhờ pháp thiền này mà ngài có thể nhớ được hàng ngàn kiếp quá khứ sử dụng thần lực và trực tiếp thấy hàng ngàn hệ thống thế giới. Anuruddha cũng nhấn mạnh rằng Sati Bhattana giúp cho hành giả thành tựu khả năng kiểm soát các phản ứng tâm thuộc cảm xúc, được gọi là thần lực của bậc thánh. Nhờ đó hành giả có thể xem một đối tượng đáng nhàm chán hay không. Hoặc ngược lại có thể từ bỏ cả hai nhàm chán và không nhàm chán với tâm quân bình buồn xả. Đại Đức nhấn mạnh thêm rằng những ai chảnh mãn, thối thất bốn niệm xứ sẽ sớm rời xa thánh đạo dẫn đến chấm dứt khổ đau. Trong khi đó, những ai tinh cần tu tập bốn niệm xứ chắc chắn đang bước trên con đường thánh đạo tiến tới giác ngộ giải thoát. ngài con nói rằng pháp hành cao thượng này đưa đến đoạn tận tham ái giống như dòng nước sông Hằng xuôi chảy về đại dương, không bị người làm chệch khỏi thiên hướng. Một vị tỳ khưu chuyên tâm hành trì tứ niệm xứ sẽ không bị lung lạc chệch khỏi cuộc sống xuất ly, trở lui hoàn tục. Lần nọ, khi Anuruddha lâm trọng bệnh, Chư Tăng rất ngạc nhiên, thấy Ngài vẫn điềm nhiên tự tại trong lúc cơn đau hoành hành. Họ hỏi Ngài trú tâm như thế nào khiến cho thân đau mà tâm không khổ. Ngài trả lời là do Ngài hành trì tứ niệm xứ. Lần khác, vào một buổi chiều, Sariputta đến viếng Ngài Anuruddha và hỏi bạn đang thường xuyên tu tập pháp hành nào mà vẻ mặt lúc nào cũng trong sáng an lành thanh tịnh. Anuruddha nói rằng, Ngài hành trì tứ niệm xứ đều đặn. Và đó cũng là cách một vị A-la-hán sống và hành trì thường nhật. Sariputta vô cùng hoan hỷ với câu trả lời của Anuruddha. Một lần nữa, khi Sariputta và Mokalana hỏi Ngài về sự khác biệt giữa một vị hữu học còn đang tu tập trên con đường thánh đạo và một vị A-la-hán bậc vô học đã thành tựu thánh quả cao nhất, Anuruddha trả lời rằng họ khác biệt về sự thực hành tứ niệm xứ. Vị hữu học Hoàn thành chỉ một phần, còn vị A La Hán đã viên mãn pháp hành này. Anuruddha cũng khẳng định rằng qua quá trình thực hành chánh niệm, ngài sở hữu được 10 phẩm chất cao quý được gọi là 10 lực của Đức Như Lai. Đó là cái Này là theo Tương ưng Bộ Kinh, bài kinh số 52, đoạn 15 đến 24. Thứ nhất trí biết được việc gì có thể xảy đến và không thể xảy đến do thấy rõ tương quan nhân quả. Thứ hai, trí biết nghiệp báo trong cả ba thời quá khứ hiện tại vị lai. Thứ ba, trí biết con đường đưa đến các cõi tái sanh khác nhau. Thứ tư, trí biết các yếu tố tạo thành thế gian. Thứ năm, trí biết thiên hướng khác nhau của các chúng sanh hữu tình. Thứ sáu, trí biết mức độ căn cơ của chúng sanh. Thứ bảy, trí biết các tầng thiền và các thiền chứng thứ tám, túc mạng trí, biết tất cả các kiếp quá khứ của bản thân và chúng sanh. Thứ chín, thiên nhãn trí và sanh tử trí, biết sự luân chuyển trong sanh tử của chúng sanh tùy theo duyên nghiệp. Thứ mười, lậu tận trí, biết thật tướng của phiền não và đoạn trừ mọi ô nhiễm. Chú giải ghi rằng, Anuruddha sở hữu một phần các phẩm tính này, chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác mới sở hữu trọn vẹn. Mười sự hiểu biết cao tột này mà thôi. Cuộc sống trong tăng chúng Theo kinh điển Pali khác với các trưởng lão Sariputta Mudgalana Ananda Thường tham gia vào các sinh hoạt của tăng chúng Ngài Anuruddha thích một cuộc sống ẩn dật, tịch tỉnh Vì vậy, Ngài ít xuất hiện trong công việc điều hành chư tăng Những văn kệ của Ngài trong trưởng lão tăng kệ thể hiện khuynh hướng tu khổ hạnh ẩn dật Giống như trưởng lão Maha Kapsapa. Trì bình khất thực vệ, ẩn sĩ sống đơn độc, tìm giả rách mai y, Anu Rút Thá đã đoạn lậu hoặc. Anu Rút Thá ẩn sĩ vị tư duy, đã đoạn trừ lậu hoặc, từ lựa rẽ từ đống rác, nhật lấy giặt nhợm màu, thành y rách đắp thân. Khi tham dục bất mãn, ưa giao du háo hức, thì tâm khởi ác niệm, vô hạnh và ô nhiễm nhưng chánh niệm thiểu dục tri túc tâm tự tại thích ẩn giật an vui tinh tấn luôn phát khởi rồi tâm sanh thiện pháp đưa đến quả giác ngộ vị ấy đoạn lậu hoặc đức tôn sư dạy thế suốt năm lăm năm chỉ hành trì thiền tọa đã hai mươi lăm năm diệt hôn trầm giả dưỡi trong các câu kệ này Anuruddha nhắc đến ba phương pháp tu khổ hạnh tiêu biểu, khắc thực, mặc y giả rách và tọa thiện. Phương pháp thứ ba là hạnh nguyện không bao giờ nằm, chỉ ngủ trong tư thế ngồi thiện. Câu kệ cuối cùng ngủ ý là trong 25 năm qua, Ngài không khi nào nằm ngủ, có lẽ nhờ năng lực thiền định nên Ngài đã giữ được tâm luôn tươi mát không cần đến giấc ngủ. Tuy nhiên, các chú giải ghi lại rằng, vào lúc tuổi già, sức yếu, cuối đời, Ngài có tự cho phép mình được ngủ nghỉ trong một thời gian ngắn để thân đỡ mệt mỏi. Mặc dù Đại đức Anuruddha thích nếp sống ẩn dật hơn là giao tiếp hội họp, nhưng không hoàn toàn độc cư. Trong một bài kinh Đức Phật nói rằng, Anuruddha có một số đại tử theo đại đức để rèn luyện đạt được thiên nhãn và các chú giải tường thuật về việc ngài du hành cùng nhóm 500 vị đại tử. Ngoài ra, kinh điển cũng ghi lại một số lần luận pháp giữa ngài với chư huynh đệ sa môn cũng như với các cư sĩ thiện trí thí dụ trong lần đại đức giảng giải cho người thợ mộc ở hoàng cung sau thi tên là banh ra canh gác một vị thiện nam thông hiểu và tinh tấn hành trì giáo pháp về sự khác nhau giữa tâm giải thoát vô lượng và tâm giải thoát đại hành ngài còn giải thích thêm về một hạng chư thiên gọi là vị trời quan sát khi tu thiền các vị ấy phát nguyện biết hóa ánh sáng tuy cùng một hạng chư thiên nhưng quan và sắc mỗi vị khác nhau. Tùy theo kết quả tâm thiện thiện và nhờ phước của tâm quả đó đã được tái sanh vào các cõi trời. Ví như ngọn đèn được thắp với dầu cặn và bất bình bóng điều dơ thì không sáng bằng ngọn đèn được thắp bằng dầu trong bất bình bóng điều sạch. Trong một lần Đức Phật thuyết pháp cho một số đông sa môn, ngài hỏi Ari Anuruddha, vị tỳ khu các chư vị tỳ khu có hoan hỷ trong đời sống phạm hạnh không? Khi Anuruddha khẳng định, chúng tăng rất hoan hỷ trong đời sống phạm hạnh, Đức Bổn Sư khen ngợi rằng, chư vị đang tuổi thanh xuân, có thể hưởng mọi dục lạc thế gian, lại xuất gia sống đời phạm hạnh không vì lệnh vua mắc của nợ nần sợ hãi hay nghèo khổ, mà vì tính tâm nơi giáo pháp và cứu cánh giải thoát. Ngài khuyên những vị chưa chứng đạt được những bình an hạnh phúc trong các tầng thiền định hay cao hơn, hãy nỗ lực hành thiện tinh tấn tận diệt năm chướng ngại của tâm đoạn ly các bất ác thiện pháp và còn tiềm tàng trong tâm để chứng đạt hạnh phúc thiền định trong trạng thái an tịnh cao hơn nữa một lần nọ một vị phạm thiên khởi tà kiến cho rằng không một sa môn nào có thể đi vào cõi giới của vị ấy ta là thường còn hẳn có đức phật với tha tâm thông Biết được tâm tư của vị Phạm Thiên nên hiện thân ngồi giữa hư không trên đầu của vị ấy, toàn thân phun lửa hào quang. Rồi Mút với thiên nhãn thanh tịnh thấy nơi Đức Phật đang ngự, liền biến mất khỏi Gia-ta-wa-na và hiện ra ở Phạm Thiên giới ấy. Lần lượt các ngài Maha Cáp Sa Maha Cáp Bi Anu cũng theo đến bên thầy như vậy. Bốn vị đệ tử ngồi trên hư không ở phía đông tây nam bắc dưới bậc đạo sư. Ai lực thanh tịnh siêu phạm của Đức Phật và chư vị thánh đệ tử này đã làm cho vị Phạm Thiên ấy động tâm, dẹp bỏ sự thượng kiến và tự mãn. Một thời nọ, Đại Đức Anuruddha xuất hiện tại tỉnh xá Jetavana ở Sawati, nghe thức dậy vào lúc giữa khuya, đọc tụng các bài kệ pháp cứu cho đến hừng đông. Một nữ giả dạ so đi tìm thức ăn trong đêm đã dỗ con, tên là Pajankara, đang khóc vì đói đã im lặng để lắng nghe lời ngài tụng. Này Biyan Kara, con chớ gây tiếng động, vị tỳ khu đang tụng những câu kệ pháp cú. Nếu chúng ta biết được, học được pháp cú này, rồi pháp hành theo pháp hành trì, chúng ta được lợi ích, không sát hại sinh vật, không nói lời dối gian, tự gìn giữ giới học, chúng ta sẽ thoát khỏi tái sanh kiếp ngã quỷ. Một lần nọ, để Đức đang ngủ ở Kosambi. Lúc bấy giờ có một sự tranh chấp giữa hai nhóm tỳ khu. Trong thời gian này, Anuruddha cùng A Nanjiya và Kimbila đang ẩn cư thiền tập trong rừng Gosenga. Khi Ananda đến viết thăm Đức Phật, Đức Bổn Sư hỏi. Này Ananda, sự tranh chấp ấy đã chấm dứt hay chưa? Bạch Thế Tôn, vẫn chưa giải quyết được. Một đệ tử Sa môn của Anuruddha nhất quyết phá hòa hợp tăng, còn Anuruddha lại không khiển trách đệ tử của mình. Bổn sư dạy: "Này Ananda, có khi nào Anuruddha cần can thiệp vào những vấn đề tranh chấp trong tăng già chăng?" "Phải chăng những thầy khác như Sariputta, Moggallana và chính thầy Ananda có khả năng hóa giải những tranh chấp như vậy?" Và Đức Thế Tôn giải thích thêm rằng có những vị sa môn vô hạnh và tà kiến rất thích thú trong việc phá hòa hợp tăng vì nghĩ rằng nếu chưa tăng hòa hợp biết giới hạnh thì cái xấu của ta sẽ bị họ ấn định hình phạt hay trục sức ra khỏi tăng chúng còn nếu chưa tăng chia rẽ họ sẽ không chú tâm đến chuyện giới hạnh của ta như vậy sẽ không ấn định hình phạt hay trục xuất ta Câu chuyện đáng nhớ nhất về tinh thần thân hữu của Anuruddha được tìm thấy trong kinh lá Goshinga Sutta. Một lần nọ khi ngài cùng ẩn tu với hai bạn đồng môn, Nandiya và Kim trong rừng Goshinga, Đức Bổng Sư đến thăm họ và hỏi ba vị có sống hòa hợp với nhau không? Anuruddha thưa rằng, Bạch Thế Tôn, Đức Tôn Sư Chắc chắn chúng con sống rất bình yên bên nhau với lòng quý kính không hề tranh cãi, hòa hợp với nhau như nước với sữa, nhìn nhau với ánh mắt tự ái. Rồi Đức Phật hỏi bằng cách nào? Họ giữ gìn được sự hòa hợp như vậy? Câu trả lời của Anuruddha là một bài học toàn hảo về cách ứng xử tương quan giữa các cá nhân với nhau. Bạch Thế Tôn, con đã làm được như vậy khi suy nghĩ rằng ta có phước báo và duyên lành biết bao khi được sống với những hiện hữu như vậy trong cuộc đời phạm hạnh con luôn luôn duy trì tâm tự ái với các bạn tu trong mọi hành động thân khẩu ý và suy niệm rằng ta sẽ để sang một bên những gì ta muốn làm và làm những gì mà pháp hữu của ta muốn làm theo cách này tuy khác thân nhưng đồng một tâm đức phật chấp nhận cách hành xử này rồi hỏi ba vị có chứng đắc nào về trạng thái siêu nhiên và các tuệ giác của hàng thánh nhân hay không? Anuruddha trả lời rằng cả ba đều chứng đắc, tứ thiện sắc giới, tứ thiện vô sắc giới, thiền, diệt thọ tưởng, và hơn thế đã đạt quả vị A-la-hán, à đoạn trừ mọi lậu hoặc. Sau khi bổn sư ra về, hai bạn đồng tu hỏi vì sao Ngài có thể tuyên bố một cách tự tin về chứng đắc của họ mà chưa bao giờ họ bày tỏ với Ngài. Anuruddha trả lời, do bao gồm tâm của hai vị với tâm Ngài, nên Ngài biết được hai vị như thế nào. Nhờ đó, nên Ngài có thể biết được trú sứ tâm, chứng đắc của hai vị. Ngoài ra, Chư Thiên cũng đã trình bày với Ngài những việc này. Cùng lúc đó, một vị thần tên là Diga, Barajana, đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và ca ngợi ân đức của vị tỳ khu Anuruddha, Nandiya và Kimbilat. Đức Phật tán đồng lời tường trình của vị thần và thêm vào lời tán dương của chính Ngài. Đúng vậy, đi gác, quả đúng vậy. Nếu thị tộc nào mà từ đó ba thiện nam tử đã xuất gia, từ bỏ gia đình để sống đời sống không gia đình này, nghĩ đến ba vị ấy với tâm tín hoan hỷ, thì thị tộc ấy sẽ được an lành, hạnh phúc lâu dài, sẽ có một cuộc sống hòa bình và hạnh phúc. Nếu dân làng, phố thị, tỉnh thành, xứ sở nào mà từ đó ba thiện nam tử đã xuất gia, nghĩ đến ba vị ấy với tính tập hoàng hỷ thì xứ sở ấy được an lành và hạnh phúc dài lâu. Nếu tất cả hiện nhân, tất cả bà la môn, thương gia và cả tôi tớ nghĩ đến ba vị ấy thì tất thảy sẽ được an lành hạnh phúc dài lâu. Nếu toàn thể thế giới chư thiên ma vương phạm thiên các chúng sa môn, bà la môn, vương tử và dân chúng nghĩ đến ba vị ấy thì toàn thế giới được an lành hạnh phúc dài lâu. Này đi gá, hãy xem như thế nào ba vị thiện nam tử này sống và tu tập vì an lạc và hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì an lạc hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Với nữ giới Rất nhiều bài trong kinh điển đề cập đến mối liên quan giữa Anuruddha và phụ nữ Mặc dù tâm trong sạch và đã dứt bỏ hoàn toàn tham ái nhục dục, nhưng có lẽ vì thừa hưởng được phong độ uy nghi hào hùng của giai cấp chiến sĩ, nên ngài có vẻ quyến rũ đối với phụ nữ, không chỉ với loài người mà còn đối với chư thiên. Có vài trường hợp gặp gỡ chắc chắn bắt nguồn từ duyên nghiệp của những kiếp quá khứ, đến kiếp này vẫn còn ảnh hưởng đến các phụ nữ. Chẳng hạn, như vào một thời, Anuruddha đang tu độc cư trong rừng thiên nữ tên Jalini từ cõi trời Tam thập Tam hiện đến trước mặt ngài. Kiếp trước, khi Anuruddha là vua trời cá thì ngài thì nàng là hoàng hậu. Do lòng luyến ái, nàng tha thiết muốn tái hợp với chồng cũ nên thúc giục ngài hãy tái sinh về cõi trời. Hãy hướng tâm vào cõi chàng chàng đã sống kiếp trước ở Tam thập Tam thiên tận hưởng bao dục lạc sẽ chói sáng vinh quang giữa thiên nữ yêu kiều. Nhưng Anuruddha trả lời, không khổ thai thiên nữ bám chặt vào thân kiến, cũng khổ thai những ai dính mắt vào thiên nữ. Salini không hiểu được lời ngài nói nên vẫn cố gắng quyến rũ ngài. Họ không biết hạnh phúc bởi chưa thấy Nandana, sứ của đại chư thiên thuộc thiên cảnh tam thập. Thế nhưng, Anuruddha với tuệ giác thâm sâu nhất, rõ tánh vô thường của các pháp hữu vi, vẫn kiên quyết chối tự. Khờ thai này thiên nữ, không biết được hay sao, câu nằm lòng bậc thánh, mọi pháp hữu vi đều vô thường, đều phải chịu định luật sanh tử. Đã sanh khởi rồi diệt tận, nhiếp phục được là chân hạnh phúc, ta không bao giờ còn trú xứ nơi thiên cảnh, ôi này, ra lý ni đoạn trầm luân sanh tử, ta nay hết tái sanh. Nếu không được theo chân Đức Phật trên con đường giải thoát thì có lẽ Anuruddha sẽ tái sanh lên cõi trời tráng lệ. Có bao nhiêu thiên nữ diễm kiều này. Có lần Đại Đức kể với Đức Thế Tôn, việc các thiên nữ đến quyến rũ ngài và hỏi Đức Bổn Sư. Một phụ nữ nên vung bồi những phẩm hạnh nào để được tái sanh thành các thiên nữ xinh đẹp ấy? Đức Phật trả lời, có 8 điều kiện để được tái sanh thành thiên nữ trên cõi trời. 1. Người vợ phải yêu thương và cảm thông với người chồng. 2. Người vợ phải nhã nhặn và nồng hậu tiếp đón người mà chồng quý mến như cha mẹ chồng hay các vị đạo sĩ khả kính. 3. Người vợ phải chu đáo và siêng năng trong việc nội trợ. 4. Người vợ phải biết cách chăm sóc dạy dỗ tôi tớ người giúp việc trong nhà. 5. Người vợ không khoan phí tài sản mà chồng phải bảo vệ thật kỹ lưỡng. 6. Là nữ cư sĩ người vợ nên thọ tam quy. 7. Là nữ cư sĩ người vợ nên thọ ngũ giới. 8. Người vợ nên hoan hỷ trong việc bố thí cúng dường tự mẫn giúp đỡ cho người hoạn nạn khó khăn. Có những dịp, Anuruddha dùng thiên nhãn thanh tịnh của mình để tìm hiểu duyên nghiệp của những phụ nữ tái sanh vào cõi trời hay cõi địa ngục. Lần nọ, để Đức hỏi Đức Thế Tôn, những nguyên do nào đưa một phụ nữ đọa sanh địa ngục. Bổn sư giải thích về năm trọng nghiệp dẫn đến khổ cánh ấy. Không có đức tin, không biết hổ thẹn và gây sợ tội ác, xem thường đạo đức, sân hận, ngu dại. Ngoài ra, đọa khổ cảnh còn có thể do tính hay thù hằn, ganh tị, tham lam, vô luân mê muội và không chánh niệm. Chỉ những ai có phẩm tính trái ngược mới có thể tái sanh vào cõi trời trong kiếp cuối cùng, Anuruddha đã giúp em gái của ngài là Rohini tìm đến với giáo Pháp. Lần ấy, cùng với 500 vị đệ tử tỳ khu, trưởng lão về thăm kinh thành quê hương thú Khi biết tin này, tất cả thân quyến của ngài ngoại trừ Rohini đến tu viện đảnh lễ ngài. Anuruddha hỏi thì được cho biết rằng cô đang mang một chứng bệnh về da, rất đau khổ, không muốn xuất hiện nơi công chúng vì xấu hổ trưởng lão truyền người mang đến cô thông tin đến gặp ngài ngay lập tức Rohini dùng khăn che mặt đến đảnh lễ ngài trưởng lão dạy cô hãy bảo trợ cho công trình xây dựng một giảng đường Rohini bán tư trang của mình để đóng góp tài chính vào công trình Anuruddha giám sát dự án và các thanh niên Sakya lo việc xây cất giảng đường vừa xây dựng xong thì mụn nhọt lở lét trên da của cô cũng thuyên giảm sau đó cô cung thỉnh Đức Phật và Chư Tăng tham dự lễ khai mạc giảng đường. Trong bài thuyết Pháp, Đức Thế Tôn giảng giải về nghiệp lực đã gây bệnh cho cô trong một tiền kết, trong một tiền kiếp, khi là chánh cung hoàng hậu của vua xứ Denares, Vì lòng ganh tị, cô đã hành hạ một nữ vũ công của nhà vua bằng cách rắc vẫy, dẻ khô lên thân thể, giường nằm của người vũ công chứng bệnh da kinh khiếp mà cô phải chịu đựng kiếp này là quả báo của ác nghiệp đó cuối pháp thoại Rohini đã quả vị nhập lưu sau khi mệnh chung cô tái sanh vào cõi trời tam thập tam thiên là vì hoàng hậu được sủng ái của vua trời sát cá có một câu chuyện xảy ra liên quan đến đại đức Anuruddha dẫn đến việc Đức Phật ban hành một giới luật mới lần ấy Anuruddha du hành ngang qua vương quốc Kosala để đến thành Thiệt. Đến lúc chiều tối, Đại Đức không tìm ra được nơi nào dành cho du sĩ hoặc chư tăng nên đã đến một lữ quán xin chỗ ngủ qua đẹp. Lúc đó, nhiều khách đến trọ nên khu nghỉ ngơi của Đại Đức rất đông người. Cô chủ quán thấy vậy, bèn nói với Đại Đức rằng cô có thể sắp xếp một chỗ ngủ riêng cho ngài ở phía trong để được yên tĩnh. Đại Đức im lặng đồng ý thế là cô chủ quán làm vậy vì đã đem lòng thương yêu ngài. Đêm đến, cô sức nút hoa đeo trang sức đến bên ngài và nói Thưa tôn giả khả kính, Tôn Sư thật khôi ngô quyến rũ và đẹp trai. Tôi cũng vậy. Thật là đẹp đôi nếu như tông Sư lấy tôi làm vợ. Anh giữ im lặng cô chữ quán hứa hẹn, dâng hết tài sản cho Đại Đức, ngài vẫn lặng thinh. Rồi cô cởi áo ở trên ra và khiêu vũ trước mặt ngài rồi ngài ngồi xuống, rồi nằm xuống trước mặt ngài. Nhưng Anuruddha nhiếp phục hoàn toàn các căn và không chú ý gì đến cô. Thay chẳng quyến dụ nào lay động được tâm tư. Cô thốt lên thật là quái lạ, thưa tôn sư thật là phi thường. Có bao nhiêu người đàn ông tặng tôi tiền trăm, tiền ngàn để được cưới tôi. Nhưng vị trưởng lão này đã chẳng hề mới thích tôi và tài sản của tôi. Cô bèn mặc áo lại, quỳ dưới chân của Anuruddha và sinh sám hối đã xúc phạm ngài. Lúc bấy giờ đại đức mới lên tiếng, nói lời tha lỗi cho cô, khuyên cô nên giữ mình trong tương lai. Rồi cô rời phòng sáng hôm sau, cô mang thức ăn dâng cho ngài Anuruddha như chẳng có việc gì xảy ra. Lúc ấy, đại đức ban cho cô một bài pháp rồi làm cô xúc động sâu xa sau đó cô trở thành một thiện tính thuận thành của đức phật sau đó Anuruddha tiếp tục cuộc hành trình khi đi đến tu viện sau quá thi đại đức kể lại cho sa môn nghe về chuyến phiêu lưu của mình đức phật quở trách Anuruddha sao đã ngủ đêm ở khu có người nữ rồi bổn sư ban hành một giới luật nghiêm cấm việc này câu chuyện trên nêu rõ nhờ sự tự chế nhiếp phục lục căng của Anuruddha, thoát được cám dỗ dục lạc, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ của Đại Đức, cảm hóa được một người nữ, nên cô ăn năn lắng nghe lời khuyên dạy và quy y với Đức Phật. Đây là điều lợi lạc cho chính Anuruddha và cô, nhưng Đức Thế Tôn vẫn quở trách vì người đại tử tỳ khưu này, bởi những ai tâm lực yếu đuối hơn sẽ dễ dàng sa ngã trước cám dỗ trong hoàn cảnh tương tự. Vì vậy, do lòng bi mẫn, Đức Phật thiết lập giới luật để một vị sa môn không bị lâm vào cám dỗ hiểm nguy như thế. Kinh điển thường ghi lại những lời khuyên răng, quở trách đệ tử của Đức Bổng Sư, như trong câu chuyện này, nhằm ngăn chặn những vị tỳ khu tâm lực còn non yếu, không biết tự lượng sức mình mà dấn thân vào việc quá khả năng nhiếp phục. Tiền kiếp của Ngài Anuruddha, cũng như các đệ tử xuất chúng khác của Đức Phật Anuruddha cũng đã phát lời nguyện trở thành đại đệ tử đầu tiên với Đức Phật Bajru Muttara cách đây 100.000 đại kiếp. Lúc đó, Ngài là một trưởng giả rất giàu có. Khi vị này chứng kiến Đức Phật ban cho một vị tỳ khu danh hiệu đệ nhất thiên nhãn, ông ước nguyện. Cũng được danh hiệu này vào thời Đức Phật tương lai nên đã tôn kính cúng dường Đức Phật và chư tăng rất rộng rãi. Sau khi Đức Phật Badu Muttara nhập diệt, Anuruddha tìm đến các vị tỳ khu để xin được học phương pháp rèn luyện cơ bản để đạt được thiên nhãn thông. Ông được chư tăng khuyên nên cúng dường đèn vì thích hợp với nguyện ước này. Do đó, ông đã cúng dường hàng ngàn ngọn đèn nơi chánh điện có thợ xá lợi Đức Phật. Rồi một kiếp sau đó, thời Đức Phật Cáp Sa Ba, sau khi Đức Phật nhập diệt Niết Bàn, ông đặt và thắp sáng vô số ngọn đèn chung quanh đền thờ của Ngài ông còn đích thân đội lên đầu một ngọn đèn thắp sáng và đi nhiễu quanh đền suốt đêm. Kinh Abadana có kể câu chuyện xảy ra thời Đức Phật Sumetha. Anuruddha lúc bấy giờ thấy Đức Phật ngồi thiền một mình ban đêm dưới gốc cây, bàn thắp đèn sáng chung quanh ngài và châm dầu vào đèn để giữ sáng suốt một tuần lễ. Đức Phật nhập định. Nhờ thiện nghiệp đó, Anuruddha thành tựu vua trời vua người trong nhiều kiếp và có khả năng nhìn xa một do tầng. Khoảng 6 dặm Câu chuyện dài nhất về tiền kiếp của Ngài Anuruddha Được xảy ra vào Thời tái sanh vào một gia đình nghèo Ở Benares Ngài tên là Anathara Phục vụ cho một thương gia giàu tên là Sumana Ngài nọ Đức Phật độc giác Ritta Vừa xuất Diệt thọ tưởng định Đi vào thành khất thực Anathara trông thấy bạn thỉnh ngài về nhà rồi hai vợ chồng dâng cho ngài trọn phần thức ăn của mỗi người. Phú gia Su biết chuyện bạn xin được mua phước đức của ngài, của người làm công, nhưng Anna tha rá từ chối và đến thỉnh ý của Đức Phật độc giác. Ngài dạy rằng hãy để cho Su Ma dự phần dân cúng. Cũng giống như một ngọn lửa được các ngọn đèn chia bớt lửa nhưng vẫn không giảm đi ánh sáng. Trái lại, phước báo lại càng tăng hơn khi có người khác cùng san sẻ công đức, Sumana vô cùng cảm kích và biết ơn Anathara. Sau đó, Sumana tiến cử Anathara đến đức vua và kể lại công đức cho vua nghe. Vua tưởng thưởng Anathara và dành một phần đất để xây dựng căn nhà mới cho ông. Trên phần đất này, bất cứ khi nào các công nhân đào xới để xây cất họ đều tìm được những hũ đầy châu báu. Đây là phước báo hiện tiền về công đức cúng dường về Phật độc giác. Tiếp đó, Anathara được Đức Vua ban cho chức trưởng ngăn khố của triều đình. Cũng do phước báo cúng dường Đức Phật độc giác này mà trong kiếp sau, vị hoàng tử trẻ Anuruddha không bao giờ nghe đến chữ không có cái gì. Sau khi chứng thánh quả A-la-hán một ngày nọ đại đức Anuruddha suy nghĩ, người bạn cũ Sumana đã tái sanh về đâu? Với thiên nhãn thanh tịnh ngài thấy được Sumana, nay là một cậu bé 7 tuổi tên là Chula Samana, sống ở một thành phố cách đó không xa, Anuruddha đi đến đó, gia đình của Chu Lá, Sumana hỗ trợ ngài suốt 3 tháng mùa an cư mãn hạ. Đại đức cho Chu Lá, Sumana thọ giới xuất gia, vừa cạo xong mái tóc của Chu Lá Sumana, cậu bé đắc quả A La Hán. Còn có vô số câu chuyện về tiền thân của ngài Anuruddha được ghi trong kinh điển, trong đó có 15 lần ngài là một vị trời, 7 lần là người và một lần là loài thú, với rất nhiều lần là một quốc vương điều này phản ánh mạnh mẽ năng lực và tâm lực luôn tiềm tàng của ngài dù là kiếp chư thiên hay kiếp người ngài thường là một vị minh quân hiền đức luôn hỗ trợ cho đức bồ tát bằng nhiều cách khác nhau tất cả những giai đoạn thần kỳ này đầy màu sắc đấy có chung một nét nổi bật đó là sự thể hiện được phẩm hạnh rất đặc biệt của ngài quyết tâm kiên cường để giữ gìn giới đức tâm lực mạnh mẽ từ mẫn quan tâm đến phúc lợi của người khác các mẫu chuyện cũng cho thấy Ngài vô cùng thiện xảo về thiền định và thiền quán, tinh thông các năng lực siêu phạm, đã được bắt rễ từ trong nhiều kiếp là vua trời sắc cát. Sau khi Đức Phật nhập diệt Trưởng lão Anuruddha có mặt lúc Đức Phật nhập diệt, được ghi trong Maha Bari Nibbana Sutta, Kinh Đại Bác Bàn và đóng một vai vai trò quan trọng trong tăng già vừa khi vừa vắng bóng đức tự phụ khi bổn sư biết mình sắp ra đi ngài nhập vào các tầng đại định rồi nhập vào diệt thọ tưởng định vào lúc đó Ananda đà nói với anuruddha bạch đại đức anuruddha thế tôn đã nhập diệt nhưng Anuruddha, một vị thánh A-la-hán với thiên nhãn thanh tịnh biết được chính xác tầng thiền nào Đức Bổng Sư nhập vào xuất ra lúc bấy giờ, nên đính chính rằng, chưa đâu này hiện hữu An Ananda. Thế Tôn chưa nhập diệt, Ngài mới nhập diệt thọ tưởng định. Đức Phật sau đó xuất ra khỏi các tầng thiền diệt, nhập lại các tầng thiền định theo chiều ngược, xuống đến sơ thiền, rồi lên lại tứ thiền, sau cùng Ngài xuất tứ thiền, tức khắc nhập nếp bàn. Ba rá nếp ba ná, không để lại dấu vết nào. Lúc bấy giờ, cả hai vua trời Phạm Thiên, Brahma và vua trời tâm thập tâm thiên Sakka đều cắt lời tôn vinh đấng toàn giác qua các bài kệ suy niệm về định luật vô thường. Vị thứ ba thốt lên lời kệ là trưởng lão Anuruddha. Không còn thở vào thở ra, trong tâm ngài định tĩnh an tịnh không dao động, đấng toàn giác nhập diệt, tâm bình thản tự tại, nhẫn chịu mọi khổ đau, tâm viên mãn giải thoát như ngọn đèn tắt vụt. Nhiều vị tỷ khu có mặt vào giờ phút cuối cùng của Đức Bổn Sư đau buồn khóc lóc, nhưng Anuruddha sách tấn họ với lời nhắc nhở về lực vô thường. Này, chư huynh đệ, đừng sầu não đừng khóc than, như thế không phải Đức Thế Tôn đã từng dạy rằng những gì ta thương mến thân tình đều sẽ có một ngày phải chịu sanh diệt, tử biệt và dị biệt sao? Với thiên nhãn, Ngài thấy và cho chư thân biết rằng có những vị chư thiên chưa tận diệt được tham ái cũng đang bàn hoàng than khóc vật vã trước sự ra đi của Đức Thế Tôn. Còn các vị chư thiên đã tận diệt tham ái thì chánh niệm tỉnh giác và suy niệm về tánh vô thường của các pháp hữu vi. Anuruddha và Ananda thức trọn đêm luận pháp bên cạnh nhục thân của đức bổn sư sáng sớm hôm sau anuruddha bảo ananda thông báo tin đức phật nhập diệt nếp bàn đến gia trưởng ở thành phố lân cận kushinara lập tức họ tập hợp lại để dựng dàn hỏa tán rồi tám người đàn ông lực lượng cố gắng năng sát đức phật để đặt trên dàn thiêu nhưng không được họ được ngài Anuruddha giải thích rằng chư thiên muốn trì hoãn lễ trà tỳ để chờ trưởng lão Maha Kapsapa cùng 500 vị sa môn đang trên đường trở về Kusinara để đảnh lễ Đức Tơ, Đức Thế Tôn lần cuối. Sau khi Đức Phật nhập diệt, sứ mạng hướng dẫn tăng già không giao phó cho thân tộc của ngài. Chẳng hạn như thánh tăng Anuruddha, Đức Phật không chỉ định ai là người kế nhiệm, nhưng trong lòng tôn kính của chư tăng và cư sĩ đều hướng tập trung về trưởng lão Maha Kapsapa. Trưởng lão là người xứng đáng trong hội tăng già lần thứ nhất, gồm 500 vị A La Hán để truyền tụng và kết tập lời dạy của Đức Bổn sư trong 45 năm Hoàng pháp. Trước ngày mở đầu hội nghị, ngài Ananda không được công nhận là thành viên của hội nghị vì chưa đạt được quả vị A La Hán. Nhờ ngài Anuruddha hết lòng sách tấn chỉ trong một thời gian ngắn, Ananda vượt thắng những chướng ngại trong tâm và thành tựu quả giác ngộ cao quý để kịp tham dự hội nghị cùng với các vị thánh tăng A La Hán khác. Trong kỳ hội nghị này, với trí nhớ siêu phàm, Ananda đã đọc lại vô số các bài pháp của Đức Bổn Sư. Như thế, Anuruddha đã giúp người anh em khác mẹ của mình viên mãn cứu cánh giải thoát tối thắng. Nhờ đó, đã đem vô số lợi ích của pháp bảo đến với toàn thể tăng già và cho tất cả những ai đi tìm con đường giải thoát. Điều ấy vẫn là phước báo cho chúng ta cho đến tận ngày hôm nay ở khắp nơi trên thế giới. Trong chú giải trường bộ kinh, trưởng lão Anuruddha được hội nghị giao cho trọng trách duy trì tăng chi bộ kinh. Không có tài liệu nào nói về sự nhập diệt của trưởng lão Anuruddha ngoại trừ đoạn thi kệ bình yên cuối cùng của phẩm 20 kệ của ngài trong Thera thác trong làng quê Lua, của dân hòa chí dưới một rặng che già đoạn diệt mọi cấu ế ta sẽ nhập nếp bạn khi sức sống đã tan